Sức khỏe dồi dào, luôn luôn may mắn, cuộc
không biết không biết vẫn còn phải hỗ trợ 7 năm nữa còn không mà hờ hay sao quá ra không đủ cái vẫn chưa hết nhỉ ôi ngọc quá cô cứ mở ra cho nó ấy nó thử tim cô vẫn là cô nên mở tiếp không? Chúc cô sức khỏe và luôn hạnh phúc, tươi như hoa cô nhé. Thế chắc là quay lại từ điểm đầu rồi. Tươi như hoa là chắc là ra rồi. Chưa, mở tiếp cô, mở tiếp thôi. Cô cứ mở tiếp một lần đi. Cô lên mở tiếp nhá. Mở tiếp hả? 7 hộp cơ mà. Mở tiếp hả? Mấy hộp? 1, 2, 3, 4, 7 hộp. 1, 2, 3, 4, 4 hộp. 3 hộp, 4 hộp, 4 hộp, 5 hộp. 5 hộp, 5 hộp. Để xem quà đầu năm là 5 hộp. Có khi là 9 tầng mây. Đây, đây là quà là gì đấy? Không, 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 tí cần dùng lại quá. Tí dùng lại. À đây rồi, được rồi. À đây rồi, được rồi, còn gì nữa nhỉ? Đến nơi rồi mà là chưa đến, đến rồi. Đến nơi rồi mà là đến rồi. Đến mà chưa đến thì nó mới hồi hộp chứ. Cổ phế Nam Hà. Không, đấy là cái hộp thôi. Đấy là hộp đựng thôi. Cái vỏ thôi. Âm hộp. Đấy là cái vỏ. Có tiếp. Hay là cô lại bao nhiêu này cái ngoài ta. Chưa. Cô bỏ đi. Cô bỏ nhanh. Đấy. Ta bỏ một chút. Như vậy là. Đấy. Còn cái trong đó. Còn cái trong đó. Cô hay là cầm về xong rồi. Đấy. Các bạn hoàn thành thử thách của phòng hóa. Ủa.